sau món cháo khoái khẩu của thai nhi. Mẹ bầu cần biết để thai nhi khỏe mạnh. Một cháo gà gạo nếp. Thịt gà quá quen thuộc rồi. Nhưng nhiều người lại không biết mà kết hợp nấu với gạo nếp để thành món ăn cực tốt cho đầu nhé. Món này không chỉ ngon miệng bổ dưỡng. Mà còn được xem như bài thuốc giúp nâng cao sức đề kháng cho cả hai mẹ con. Thịt gà rất giàu bò dầu tình các khoáng chất như sắt. Căng si phốt các loại vitamin anh D, em. B1, B2 và axit nicotinic. Khi kết hợp với gạo nếp, mẹ sẽ có món ăn cực kỳ bổ dưỡng, giúp thai nhi tăng cân và giải cảm. Chưa nghén rất hiệu quả. Hai cháo đậu xanh. Đậu xanh từ lâu đã được tôn thờ vì giàu dinh dưỡng và rất lành tính. Bên cạnh thành phần chính là protein, tinh bột, chất béo và chất xơ so đậu xanh chứa rất nhiều vitamin E. B1, B2, B3. B6 vitamin C tiền vitamin K. Acid và các khoáng tố gồm kê em. Kê na xiên sắt. Ăn cháo đậu xanh, không chỉ giúp mẹ bầu có đủ dưỡng chất, nuôi thai nhi, mà còn tăng cường sức khỏe, phòng tránh các bệnh cảm cúm. Hò sốt khi mang thai. Cháo đậu xanh cũng có vị rất ngon. Lại không bị ngấy nên các chị em hãy chú. Ý bổ sung nhiều hơn nhé. Ba cháo bí ngô ngoài thành phần dinh dưỡng quý giá. Bí ngô còn được chứng minh là một trong những thực phẩm tăng chỉ số ích cho thai nhi tất cả các mẹ bầu. Đều nên ăn các món chế biến từ bí ngô khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần. Trong đó cháo bí ngô là một gợi ý hoàn hảo. Chỉ cần khoảng 50 gam gạo bí ngô 30 g đường mạch nha 20 g Rửa sạch bi thái miến đổ vào nồi nấu chung với gạo. Vo sạch cùng với đường mạch nha. Đổ nước đun sôi nấu chảo loãng. Mẹ có thể cho thêm một số rau thơm hoặc gia vị khác, tùy theo khẩu vị của mình. Bốn cháo chim bồ câu Theo nghiên cứu khoa học, chim bồ câu là thực phẩm rất có lợi cho sức khỏe. Mẹ bầu Điều này khá phổ biến nên có lẽ nhiều người đã biết. Ăn cháo chim bồ câu Để thai nhi được khỏe mạnh suốt 9 tháng, 10 ngày ai đang có bầu thì nhớ. Đừng bỏ qua món này mà thiệt nhé. Cháo chim bồ câu giúp mát gan, giải độc, tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng cho thai nhi. Mẹ có thể nấu cháo chim bồ câu cùng hạt sen. Hoặc các gia vị khác tùy theo khẩu vị của mình. Năm cháo hầu hạt sen các mẹ có biết về con hầu không? Đây là loại hải sản có chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Giúp mẹ bầu nuôi thai nhi không sợ thiếu chất. Ngăn ngừa tình trạng thiếu máu. Nâng cao chất lượng giấc ngủ. Còn, hạt sen thì là trợ thủ đắc lực để phòng tránh sảy thai. Hỗ trợ quá trình phát triển trí não cho thai nhi. Rất tốt chính vì thế nhiều người đã kết hợp chúng để chế biến thành món cháo hậu hạt sen, thơm ngon bổ dưỡng. Tách làm vò gạo cho vào nồi với bay nước nấu chín. Cho cà rốt, nấm rơm hạt sen và cháo tiếp tục nấu rau củ chín. Đun nóng dầu phi thơm, tỏi và gừng băm. Cho hầu vào xào vừa săn rồi bỏ vào cháo là được nhé. Xào cháo cá hồi. Nhắc đến những thực phẩm dinh dưỡng cho bà bầu, thì phải kể đến cá hồi. Loại cá này có chứa axit béo không no DHA chê. Rất tốt cho sự phát triển trí não của thai nhi. Nguồn DHA chê trong cá hồi cao hơn rất nhiều. So với nguồn DHA chê chứa trong các loại sữa. Dinh dưỡng cho bà bầu. Đặc biệt kể cả sau khi sinh. Mẹ bầu vẫn nên ăn cháo cá hồi. Vì nó giúp cải thiện tâm trạng. Ổn định tinh thần cho mẹ bầu. Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ đem đến cho mẹ thông tin hữu ích. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh bấm theo dõi kênh để xem nhiều video giá trị hơn nhé